nó rất là mềm mại nhưng nó có cái độ sâu của nó các bạn nhá. À, em đang đánh trong cái phòng test của em, nó khoảng tầm 40 mét vuông. Xin kính chào tất cả anh em đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và hôm nay sẽ review cho anh em một chiếc súp của một thương hiệu đến từ châu Âu. Đó chính là Wafedan. Và những sản phẩm Wafedan thì phải nói là rất là chất lượng rồi. Nhưng có một cái điểm mà em nhấn mạnh với các bác là cái màu sắc của âm thanh của cái Wafedan ấy, nó rất là đặc biệt so với những hãng khác. Đa phần những cái hãng mà tầm như này hoặc là châu Âu hoặc là Trung Quốc, ví dụ Trung Quốc đi, thì súp chắc chắn là phải rất là mạnh, loa thì là phải bát rất là sâu đúng không ạ? Nhưng mà riêng Wafedan thì nó theo một cái hướng nó chuyên nghiệp, âm thanh nó thiết kế theo cái màu sắc nó khá chuyên nghiệp, nên là kể cả như các bác xem loa từ 19 nhưng mà hầu như tiếng bát rất là ít, mà tiếng bát nó tập trung vào cái súp này. Nhưng mà để nói mà cái súp của Wafedan nó mạnh hay không thì nói luôn với các bác, những cái dòng súp Wafedan em test trừ súp kép ra, những cái dòng súp bát 40, bát 50 hầu như tiếng nó không quá lực, nhưng mà tiếng nó rất là chắc, mềm và sâu, rất phù hợp với những thể loại nhạc nhẹ nhàng hoặc là những cái bản nhạc deep house remix. Và hôm nay sẽ là một chiếc súp 18 inch có series là Wafedan Delta X18B. Đấy, các bác có thể xem luôn. Cái form của con này nó khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà có gì đó nó vẫn rất là sang trọng, hàng châu Âu nó vẫn khác đúng không? Ở mặt sau các bác có thể xem luôn là nó thiết kế luôn cho các bác là những cái ốc ở đây để chúng ta có thể là gắn chân để đẩy đi cho trong những cái sâu nhỏ nhỏ được. Ở với cái dòng súp này nó sẽ phù hợp với gì ạ? Gia đình này, phòng hát này, hoặc là những cái sự kiện mini các bác nhé. Các bác để hai cái loa trên hai con súp này để đánh nhạc rất là ok. Thì đầu tiên các bác xem cái căng của nó làm rất là đẹp. Hình thức thì em sẽ không nói quá nhiều, mà em muốn nói về cái chất âm của cái dòng này. Nếu như các bác muốn tìm kiếm một cái súp đánh nó thật lực cho những cái bản nhạc như kiểu là Villa House ấy, thì đây chắc chắn sẽ không phù hợp với các bác đúng không ạ? Và cái con súp này nó thiên về cái độ tinh tế, tiếng nó mềm, nó sâu, nó gọn và đánh nó không bị đau đầu, nhức đầu. Thì đây, ở trên cái bìa này luôn các bác nhá, nó sẽ có luôn là những cái thông số của sản phẩm rồi. Và một điểm đặc biệt là con này nó xuống được đến 38 Hz. Rất ít con súp xuống được đến 38 Hz các bác nhá. Thông số thì có thể là ghi xuống sâu hơn, nhưng mà rất ít con xuống được sâu đến như vậy. Đây, công suất của nó là 800W, cũng thuộc dạng là công suất rất lớn các bác nhá. Và peak thì đến là 3200W. Và đánh maximum lên đến là 134 dB, cũng như độ nhạy khá là cao, hoặc là 99 dB. Những cái thông số em kể ra cho các bác ấy là thông số chuẩn. Còn rất nhiều những cái hãng của Trung Quốc thì họ luôn luôn là phải khai khống cái thông số lên. Nhưng mà những cái hãng của châu Âu thì họ ghi thông số rất là chuẩn, nên các bác yên tâm ở cái điểm này. Rồi, và ở hai bên nói qua một chút về cái ngoại hình nữa. Hai bên ở đây nó sẽ có hai cái tay sách để các bác có thể là dễ dàng vận chuyển được. Con này cũng khá là nhẹ so với một con súp bát 18, nó chỉ nặng 37 cân thôi các bác nhá. Còn bây giờ em sẽ đo luôn các bác cái chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của nó. Đây. Con này thì cái form nó khá là nhỏ rồi. Nó cao là 53 cm này. Chiều ngang là cũng 53,5 cm, và sâu vào đó là 64 cm. Với cái dòng này thì các bác có thể là để trong gia đình cũng rất là ok, bởi vì là cái form nó cũng khá là gọn. Và đối với những cái súp Wafedan này thì khi các bác ghép combo ấy, các bác lên ghép luôn với gì ạ? Loa của Wafedan và main của Wafedan. Wafedan là một thương hiệu mà họ cũng sản xuất đa dạng rất là nhiều sản phẩm, từ loa này, từ súp này và từ main nữa. Và ngay bây giờ thì mời các bác hãy lắng nghe và thưởng thức ngay chất âm của dòng súp Wafedan Delta X18B. Có một cái điểm nữa em muốn nhấn mạnh là gì ạ? Những cái dòng súp của châu Âu thì thường thường là nó rất là đắt tiền, nếu như made in châu Âu đúng không ạ? Ví dụ như Nexo đi đúng không ạ? Một con súp mà bát 40 thôi, giá nó cũng mấy chục triệu rồi. Nhưng mà đây là một sản phẩm mà Wafedan đặt nhà máy tại China, nên là cái mức giá của nó cũng rất là hợp lý để các bác có thể sở hữu được hàng hiệu với mức giá phải chăng. Made in China các bác nhé, nó nói luôn là như vậy. Và giá thành nó chỉ khoảng tầm trên 15 triệu một chút thôi, nên là những bác nào mà yêu thích sản phẩm châu Âu và muốn tìm sản phẩm chất lượng nhưng mà giá hợp lý thì đây sẽ là sản phẩm các bác rất đáng để tham khảo. Ok, ngay bây giờ mời các bác lắng nghe chất âm của cái dòng súp 350 này của Wafedan.
bác nghe tiếng xu không ạ? Nghe nó rất là mềm mại nhưng nó có cái độ sâu của nó các bác nhá. Em đang đánh trong cái phòng test của em, nó khoảng tầm 40 mét vuông. Ra thì bác nghe cái chất của nó, chất mới là quan trọng. Tiếng nó phải mềm mại, nó sâu. Nhiều bác mà thích Villa House thì ưu điểm nữa là nó phải lực các bác nhá. À, nhiều dòng súp trên thị trường hiện tại thì đánh ấy, cảm giác mà nó cứ rung 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 lên ấy và đánh rất là mạnh, tiếng rất là mạnh nhưng mà cảm giác nó không có cái cảm xúc vào người mình được. Bởi vì là cái rẻ dần của nó có thể là nó nông quá hoặc là súng quá sâu thì nhờ nó sẽ cảm giác như vậy. Nhưng với con này thì tiếng nghe nó rất là vừa vặn và nghe nó rất là cảm xúc. Đấy, sẽ bật một cái bản nhạc Việt Nam nữa đi để các bác nghe cho nó dễ hơn đúng không ạ? Các bác đang nghe cái bộ dàn âm thanh gọi là full wah pedal luôn ấy, gồm một đôi loa 30 wah pedal này, hai con đẩy wah pedal và một con sub Delta 18. Hôm sau em sẽ review đến các bác nguyên cái set này các bác nhá. Trải nghiệm thực tế cái chất âm của dòng súp này, Wafidan Delta X18B thì, và giá thì em công khai luôn đấy các bác nhé. Giá ở thời điểm hiện tại là 16.800.000 đồng cho một chiếc súp này, đầy đủ tất cả giấy tờ, không phải lo cái gì cả, hay là hàng nhập khẩu đúng không ạ? Và nếu như các bác quan tâm đến sản phẩm này thì có thể alo cho bên em để bên em tư vấn rõ ràng hơn về tất cả những cái thông số cũng như chất âm và nó có phù hợp với phòng của các bác không. Ok, và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong clip sau. Em sẽ review đến các bác chọn bộ combo này của Wafidan.